hút thông đường hô hấp. Mục tiêu học tập 1, vận dụng kiến thức về mục đích chỉ định để giải thích cho người bệnh hợp tác khi tiến hành kỹ thuật hút thông đường hô hấp. 2, vận dụng các nguyên tắc và quy trình để thực hiện được kỹ thuật hút thông đường hô hấp cho người bệnh an toàn và hiệu quả. 3, thể hiện thái độ tôn trọng ân cần trong giao tiếp để người bệnh yên tâm vào công tác chăm sóc của người điều dưỡng. 4, rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập. Vậy để đạt được các mục tiêu trên, cô trò chúng ta sang phần nội dung. Nội dung phần thứ nhất, mục đích của hút thông đường hô hấp. Hút thông đường hô hấp cho người bệnh là kỹ thuật dùng một ống thông nối với một máy hút, đưa vào mũi miệng, họng hoặc đưa qua ống nội khí quản, cano mở khí quản nhằm mục đích hút dịch đờm rãi bị tắc nghẽn trong đường hô hấp của người bệnh ra ngoài. Hay nói cách khác, hút thông đường hô hấp là nhằm mục đích khai thông đường hô hấp cho người bệnh. Vậy hút thông đường hô hấp dùng cho những trường hợp nào, cô trò ta sang phần 2. Các trường hợp hút thông đường hô hấp, người bệnh có nhiều đờm rãi không khạc ra được, người bệnh hôn mê tăng tiết đờm rãi, người bệnh hít phải chất nôn, trẻ ngay sau đẻ, người bệnh mở khí quản, đặt nội khí quản, thở máy. Khi hút thông đường hô hấp cho người bệnh cần tuân thủ những nguyên tắc gì, chúng ta sang phần tiếp theo. Nguyên tắc chung, phải đảm bảo kỹ thuật vô trùng trong khi hút thông đường hô hấp để tránh gây bội nhiễm cho người bệnh, phải thường xuyên hút đờm rãi cho người bệnh để đường hô hấp luôn được thông thoát, không bị tắc nghẽn nhưng không được hút quá 5 lần, mỗi lần hút không quá 15 giây vì hút nhiều lần liên tục và hút lâu gây thiếu oxy, loạn nhịp tim. Không được hút quá sâu và phải đảm bảo áp lực hút, người lớn hút với áp lực từ 100 đến 120 mm Hg, trẻ em hút với áp lực từ 50 đến 75 mm Hg, với trẻ em nếu hút với áp lực mạnh sẽ làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp, nếu không có máy hút thì có thể dùng bơm tiêm 50 đến 100 dặm ly.